Lên máy bay, hai thanh niên đùa cợt hỏi vũ khí mày cất ở đâu, bị tiếp viên nghe được và cái kết đắng lòng. Cụ thể, tối ngày 7 tháng 11 tại sân bay Đà Nẵng, khi chuyến bay VN186 chuẩn bị cất cánh từ Đà Nẵng đi Hà Nội, hai hành khách trên máy bay đã nói chuyện với nhau về việc có súng trên máy bay. Một người hỏi súng ở đâu, người kia đáp đã cất trong hành lý. Khi tiếp viên hàng không hỏi lại, hai người này cho biết chỉ nói đùa. Tuy nhiên, cơ trưởng chuyến bay đã yêu cầu dừng cất cánh và gọi lực lượng an ninh hỗ trợ. Đánh giá tính chất mức độ sự việc, cảng vụ hàng không miền Trung ra quyết định áp giải hai hành khách tung tin trên xuống khỏi tàu bay, tái kiểm tra an ninh đối với toàn bộ hành khách, hành lý xách tay và tiến hành lục soát tàu bay. Đến 21 giờ cùng ngày kết thúc quá trình lục soát đối với tàu bay, hành khách, hành lý nhưng không phát hiện vật phẩm nguy hiểm, chất cấm, chất nổ. Đến 22 giờ cùng ngày, chuyến bay VN186 tiếp tục thực hiện hành trình. Hiện vụ việc đang được cảng vụ hàng không miền Trung xử lý theo quy định của luật hàng không. Hai hành khách tung tin có súng phải đối mặt với mức phạt 12,5 triệu đồng trên một người. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.